chiến lược mới của người thành công. Đó là họ biết rằng là mọi thứ đến với cuộc đời của mình là đều do tâm trí của mình thu hút về hết. Thành ra là không có đổ lỗi gì hết mà chịu trách nhiệm. Quay vào bên trong để mình thay đổi lại cái tâm trí của mình thôi là xong. Nên nói chung là Diễm rất là tự hào về câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng ấy chị. Những anh chị em mà được rèn luyện trong nhóm rèn luyện Chạm Tay Hóa Vàng, họ cực kỳ chịu trách nhiệm luôn ấy chị. Khi mà các anh chị mà đi chung, có dịp mà đi chơi chung với lại những anh chị trong câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng thì các anh chị sẽ thấy một cái nguồn năng lượng cực kỳ tích cực. Không nghe ai than một câu nào. Giống như là đợt vừa rồi câu lạc bộ chúng ta đi du lịch ở châu Âu luôn á, 11 ngày nghe chị. Và các anh chị biết du lịch châu Âu là mình phải đi từ nước này qua nước kia, đi từ nước này nè, đi từ nước này qua nước kia, di chuyển 11 ngày, người nào cũng xách vali ba bốn cái vali. Đi chơi rất là vui, rất là vui, rất là hạnh phúc và cực kỳ tích cực. Không nghe ai than vãn một câu nào luôn nghe chị. Thấy lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng rất là hạnh phúc, đến nỗi những người xung quanh ai cũng coi, ai cũng phải khen. Rồi mấy anh chị hướng dẫn viên phải khen, nói đoàn chưa bao giờ gặp đoàn nào có năng lượng tích cực như là cái đoàn này. Cực kỳ tích cực. Trời mà đang âm u quá thì bảo là ôi giời ơi, chút xíu xuống là trời nắng ngay mà. Nắng thiệt. Xuống cái là trời nắng thiệt. Mấy anh chị bảo rằng ngày mai chắc không nhảy dù được đâu. Không, mai trời đẹp nhảy dù được đấy. Cực kỳ tích cực luôn, là người ta phải bất ngờ. Không biết là như thế nào nhưng mà với cái nguồn năng lượng tích cực này thì họ nghĩ rằng là sẽ cực kỳ thành công và giàu có. Đó là hướng dẫn viên họ nói vậy. Và tính ra mình hay thật, gặp như là người thường ở ngoài thì chắc than đấy. Nhưng mà đúng là sao mà nhìn lại Diễm thấy cảm thấy rất là tự hào ghê luôn. Tự hào về từng thành viên trong câu lạc bộ, đúng mà sau một cái khoảng thời gian rèn luyện ha, thì bây giờ anh chị nào cũng cực kỳ gọi là chịu trách nhiệm, rất là năng lượng, rất là tích cực, chịu trách nhiệm ha. Và cái điều này á, cái thói quen của mình vào một việc nó cũng là cái thói quen ở mọi việc đây chị, ở mọi việc. Nên là thành ra Diễm nghĩ á, khi mà trong kinh doanh cũng vậy, trong kinh doanh cũng vậy thôi. Cho dù thị trường kinh tế như thế nào, cho dù thị trường kinh tế nó đang chưa được tốt đúng không ạ, thì vẫn rất là lạc quan, yêu đời, không bao giờ nghe một cái tiếng than nào mà vẫn tiếp tục là tiến về phía trước với một cái năng lượng, với một cái nguồn năng lượng cực kỳ tích cực và tiến về phía trước. Đi chơi như thế nào cho công việc kinh doanh nó vậy đó nghe vậy. Cho dù thời tiết ra sao, thời tiết như thế nào thì sao mà câu lạc bộ chúng ta vẫn chơi rất là vui, vẫn có rất nhiều những cái siêu phẩm video hình ảnh, vẫn có những cái chiến lợi phẩm. Vậy thì trong kinh doanh cũng vậy, cho dù thị trường kinh tế như thế nào ra làm sao đâu mà vẫn luôn rất là lạc quan, tích cực, yêu đời, năng lượng, không bao giờ có một nghe một câu than nào, không bao giờ nghe một câu than đó là vì thị trường kinh tế không tốt nên là thành ra công việc kinh doanh thế này thế kia. Không luôn, không luôn cái gì. Nên là thành ra là ở trong câu lạc bộ chị thấy chỉ có ăn mừng thành công cùng với nhau, ăn mừng thành công cùng với nhau, không nghe ai than câu nào. Hiếm chị, không biết là hiếm có được, mới có được một cái môi trường có thể gọi là nó tuyệt vời như này. Và đây cũng là cái thói quen của những người cực kỳ thành công và giàu có. Khi mà các anh chị có cơ hội, nhưng mà được tiếp xúc và mình chơi cùng với những người thành công và giàu có, cái chị thấy rằng là họ không bao giờ oán than, không bao giờ oán than. Nên là đây là cái tư duy đầu tiên, đó là tại vì họ biết rằng là mọi việc đến với cuộc đời của mình là đều do chính mình, do tâm trí của mình nó thu hút về. Mình phải hiểu rõ về cái quy luật vũ trụ này nha. Cái này không phải là Diễm chia sẻ nó theo cái hướng là nó tích cực đâu, mà là quy luật vũ trụ nó chính xác là như vậy á các chị, chứ không phải là mình chia sẻ để các anh chị thấy rằng là theo hướng tích cực nên thôi mình đừng than, không phải. Mà là tâm trí của mình như thế nào thì mình thu hút những cái sự kiện y chang như vậy. Thành ra khi mà mình thu hút những sự kiện không tích cực tới á, thì mình cần phải quay vào bên trong để mình điều chỉnh lại tâm trí của mình thôi. Chứ nó không có liên quan gì
ai ngoài kia hết, nên đừng đổ lỗi làm chi. Đổ lỗi thì cái mối quan hệ, đúng không ạ, thứ nhất là nó không có phải là từ gốc rễ, thứ hai là làm cho mối quan hệ của mình với những cái người xung quanh nó lại không có được tốt hơn thôi, mà nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Đâu à, nên là thành ra thôi, mình cứ chịu trách nhiệm, mình sống tỉnh thức để mình làm chủ được cái tâm trí của mình, luôn hướng về những điều mình mong muốn là xong, không có than phiền, không có oán trách, không có đổ lỗi. Không có đổ lỗi nha, nghe như vậy. Khi nào mình thấy là mình đang đổ lỗi một cái là mình phải im lặng ngay, gọi là dán cái miệng lại ngay. Đổ lỗi là tại tại người này, tại người kia, tại cái lọ, tại cái chai, tại chồng, tại con, tại, nói chung là chuẩn bị mà thấy mình đổ lỗi một cái, thấy hơn mình hơi hú một cái là phải im lặng liền. Dạ không. À, và mình chịu trách nhiệm thay đổi cái gì, mình chỉ cần thay đổi chút xíu, đúng không, thay đổi chút xíu thôi là cái chị thấy cuộc đời mình thay đổi, cuộc đời mình bắt đầu có nhiều phép màu xảy ra ngay. Đúng là phải tỉnh thức trong trong từng phút giây đó, chứ có nhiều anh chị đôi khi là mình nói ra trước đó, mình mới nói cái câu đó xong mà chút xíu người ta nói mình là mình vừa nói câu đó, mình nói ủa mình đâu có nói câu đó, nhiều khi nó vậy luôn đó. Cái gì nghĩa là cái tay của mình cầm một cái món đồ gì đó, cái mình để ở đâu đó cái xíu mình không nhớ luôn, cái gì ủa để đâu ta sao không nhớ, có nghĩa lúc đó mình đang không có tỉnh thức. Thì cái chị cứ nghĩ khi mình đang không tỉnh thức như vậy, trong tâm trí của mình nó cho đi tùm lum cái suy nghĩ ra ngoài vũ trụ, mình cũng không biết mình cho cái gì luôn, rồi cái cuối cùng mình thu hút đến những cái sự kiện đến cuộc đời của mình thì mình lại oán than, mình bảo rằng tại sao điều này đến với tôi, được mà tôi đâu có muốn thu hút cái điều này tới, mình không có muốn thu hút cái điều này tới, nhưng mà ai kêu mình cho đi những cái suy nghĩ đó làm chi, trong những lúc mà mình đang không có tỉnh thức á, mình cho đi những cái suy nghĩ mà mình còn không biết là mình cho đi những suy nghĩ, nên là thành ra là mình phải rèn luyện cái lối sống tỉnh thức. Lối sống tỉnh thức có nghĩa là như nào, có nghĩa là trong từng mỗi phút giây khi mà mình làm cái gì, mình phải biết được rằng là mình đang làm cái đó, cái đầu của mình nó đang nghĩ về cái điều gì, mình phải biết được nó đang nghĩ về cái đó. Chẳng hạn như giờ mình uống ly nước thôi, cái gì cái tay mình đang cầm ly nước thì mình phải biết rằng là cái tay của mình đang cầm ly nước, đúng không, mình uống ly nước thì mình phải biết rằng là mình đang uống nước, đơn giản vậy thôi, đừng có cho cái đầu của mình nó đi tùm lum tùm la. Chẳng hạn như giờ mình đang uống nước, mà có bao giờ mình uống nước đâu, mình uống công việc chưa vô người không, đúng không ạ, mình uống mấy cái dự án, mình uống cái chồng, uống con, uống ai đó mà mình không thích nó vô người chứ có uống nước đâu. Rồi hỏi làm sao mà chạm vô cái gì nó cũng không có được tốt đẹp. Khi mà anh chị nào mà cái anh chị nói không biết sao mình không có được may mắn, mà không được may mắn, mình thấy người ta làm được mình chạm vô không làm được, là cái chị kiểm tra lại cái gì biết không, đó là mỗi phút mỗi giây khi mà các anh chị làm, cái chị đã cho đi những cái suy nghĩ gì, những cái cảm xúc gì. Ừ. Bảo đảm với các anh chị là đã không tích cực, khi mà các anh chị mà cho đi những cái điều không tích cực là không có chạm vô gì mà nó hóa vàng được hết trơn, chỉ có các anh chị cho đi tình yêu, làm bằng tình yêu, bằng lòng biết ơn thì mọi thứ nó sẽ hóa thành vàng á.